Lily, cậu mua bim bim đấy à? Nào, có phải của cậu đâu mà sớ dớ. Đúng là đồ keo kiệt mà còn tham ăn. Ừ đấy, rồi sao? Đố cậu nhìn thấy tớ đấy. May là cậu ấy không nghe thấy mình. Mình đúng là thiên tài mà. Đứng quay qua đây. Hả? Bịch bim bim của mình đâu rồi nhỉ? Chắc chắn là Jared đã trộm mất rồi. Cậu ấy đoán chuẩn đấy. Xem tiếp nào cả nhà. Các thủ thuật cực hay ho với đồ ăn đang tới đây. Này, tớ lấy khoai cho tụi mình nè. Dê, đúng món tớ thích luôn. Cậu trước đi. Ăn khoai tây thì phải chấm tương cà mới chuẩn nha. Tuyệt vời, đổ hết ra nè. Trời, cậu xịt hơi nhiều rồi đó. Ờ, không, từ từ đã. Tớ không thích xịt tương lên khoai đâu. Tớ thích chấm hơn. Nghĩa là phải có chỗ để xịt tương. Được rồi, mình đã bẻ phần ngang cạnh ra. Giờ có chỗ xịt tương rồi cả nhà ơi. Thấy không, tớ vừa tự làm một cái khay bé xinh á. Trời, kệ cậu chứ. Hả? Tay mình dính cái gì vậy này? Đống tương cà này chui từ đâu ra vậy nhỉ? Ồ, hóa ra là từ mấy cái lỗ dưới đáy hộp. Cái hộp này rách luôn rồi. À! Trời đất ơi. Cậu dính khoai đầy mặt kìa. Tớ bảo rồi, tại cậu xịt nhiều tương quá đó mà. Ha ha, vui thật sự luôn. Cũng may mà tớ vẫn còn bánh burger. Ờ, cái ngày gì mà điên hết cả người luôn. Sophia ơi, tớ mang món kẹo tụi mình đều thích nè. Ngồi cùng cậu đúng là thích dễ sợ. Để lấy hàng ra chuẩn bị học nào. Mong là hôm nay không quá chán. Phải chén chút đường để bắt đầu đã. Cảm ơn gái nha. Cái vỏ này khó xé thế nhở. Nào rách coi. Dán keo 502 hay sao ấy. Và một khi Pajia chia tách. Thật hả trời. Các em coi thầy cô là trò đùa hay gì. Ôi trời, diễn nào. Phải giả vờ nghe bài thôi. Các em đang làm gì ở đây thế hả? Kẹo à? Sao mà cô cứ thế cầm đi được vậy? Tớ sợ muốn rớt tim ra luôn á. Đến đâu rồi nhỉ? Người lớn thật bất công. Thỏi son dưỡng đó trông giống cục kẹo của mình quá. Cùng kích cỡ luôn ý. Đưa tớ xem nào. Trước tiên, mở nắp son dưỡng ra. Dùng thìa để múc son ra nè. Khi đã hết son thì cho kẹo vào trong thôi. Vừa vặn dễ sợ luôn đó. Sao tớ không nghĩ ra từ đầu nhỉ? Wow, cậu thông minh thật đó. Oh, ngon quá đi. Cậu đúng là cứu cánh của tớ đó. Như cô vừa nói. Đến giờ nghỉ rồi mấy em ơi. Hóa ra là thế. Mọi người sẽ trầm trồ với bữa tối tuyệt hảo này cho xem. Mình toàn dùng những nguyên liệu tươi ngon thôi nhá. Có vẻ gà chín rồi đây nhỉ. Chắc sẽ ngon lắm. Thành gà bóng đêm mất rồi. Nhưng chắc vẫn ăn được. Để mình sửa lại xem nào. Sao đồng hồ không đổ chuông chứ? Mày chơi bẩn tao hả cái đồng hồ xấu xa này. Nghĩ xem phải làm gì đây. Biết rồi nè. Mình quá thông minh luôn. Alo, tớ muốn gọi giao món tới nhà. Cảm ơn nhá. Nhanh quá. Cảm ơn anh nhiều nhá. Thơm hơn hẳn gà của mình luôn. Cái bánh này mới đẹp làm sao. Bỏ lên đĩa là y như mình làm luôn.
khách tới rồi. Anh nấu gì mà thơm thế ạ? Cho em sao? Anh tự tay nấu đấy, hơi nóng, cẩn thận nhá. Bị rơi ra tùm lum rồi. Thì cũng hơi hơi. Thôi, em ăn đủ rồi ạ. Nhưng ngon lắm anh. À, để em chỉ anh một mẹo nhá. Sẵn sàng chưa này? Lấy một cái bánh tortilla và cắt một nửa như thế này. Sau đó đặt các nguyên liệu lên mỗi góc phần tư. Có thể là topping hoặc gia vị. Sau đó gấp mỗi góc lại thế này. Gấp lần lượt nha. Lần cuối này, ngon lành. Không lo, rơi khỏi bánh nữa rồi. Đây, ngon quá phải không nào? Anh sẽ không bao giờ ăn taco kiểu cũ nữa đâu. Ủa, cậu lấy đâu ra mấy cái vòng cổ toàn là kẹo thế? Tớ tự làm á, đơn giản lắm. Tớ chỉ cần kẹo Skittles dẻo thôi. Nhìn nè, thấy không? Tớ làm cả vòng tay á. Đây, ăn chung với tớ đi. Xịn ghê, chắc chắn là phải ngon lắm đây. Đỉnh dễ sợ. Thầy vừa giảng cái gì ấy nhở? Ủa, hai cái đứa này đang ăn trong lớp à? Không có ăn uống gì hết. Ê, tớ bị cắm sừng rồi. Trời ơi, con không muốn cái mũi heo này đâu. Vậy nên đừng có mà phá luật nữa nhá. Lớp này chán òm luôn. Biết rõ cấu trúc sọ người là một điều cực kỳ quan trọng. Những kiến thức này sẽ xuất hiện trong bài thi đấy. Mình phải chép lại mới được. Úi giời, may mà mình có mang theo tẩy. Ok, y như mới luôn. Mình chán như con dán luôn rồi. Lớp này dài như vô tận vậy. Úi, mình làm thủng tờ giấy này mất rồi. Lủng cả quyển vở luôn ấy chứ. Ai chả, đáng lẽ mình nên bỏ rút xuống. Đến lúc cần tới cục tẩy này rồi. Nào, lại đây tớ kể cho một bí mật. Đây không phải là tẩy thật đâu. Xong nha, anh ấy kiểu đi chơi với anh đi mà. Tất nhiên tớ đồng ý rồi. Xem tớ mua gì cho cậu đây này. Ăn không gái? Thôi tớ ăn trước nhá bà Tám. Phần của mình nhiều sốt lắm luôn. Đã cái nư thật. Gì đây? Lẽ ra phải có tôm chứ ta. Mình mua mì tôm mà. Mình có cách rồi đây. Kích hoạt thị lực tia X. Chuẩn không cần chỉnh. Ở tít dưới đáy kìa. Mình sắp gắp được rồi. Bye. Gơ. Cậu đang làm cái trò gì đấy? Đâu cần đào tung lên thế. Xem đây. Nếu mở hết các cạnh ra thì hộp sẽ biến thành một chiếc đĩa đó. Wow, đỉnh thật sự luôn. Con tôm ở kia kìa. Câu được mi rồi nhá. Ôi, tớ thèm món này nãy giờ luôn. Cảm ơn nha. Tớ cũng ăn luôn cho nóng đây. Trong phòng này cấm ăn uống. Ôi, nhìn mọi người phải vứt đi quá trời đồ ăn kìa. Trời, không thể nổi mang snack vào lại bị bắt. Chắc mình lại phải vứt nó đi như mọi thứ khác. Khoan, đừng làm thế. Tớ biết cách tuồn đồ ăn vào đấy. Cậu đang nói về cái gì cơ? Cậu dễ thương quá. Nhìn tớ đây nè. Lại gần đây rồi tớ chỉ cho cách làm nè. Đầu tiên cậu cần một gói khăn giấy khỏi khăn ướt nha. Tất nhiên cậu sẽ phải lấy hết khăn ướt ở bên trong ra. Sau đó tất cả những gì cậu cần làm là cho snack vào trong. Tớ thích giấu Oreo bên trong. Cứ nhét vào giờ đầy thì thôi.
Và thế là xong rồi, đóng nó lại là được. Bon appetit. Tuyệt vời. Vào lớp với snack cất giấu thế nào?